Chào mừng các bạn đã quay trở lại với em Invest, mình là Minh. Và video này như thường lệ mình sẽ gửi tới cho mọi người những cái phân tích, những cái nhận định cá nhân của mình về vàng, về dầu, về Bitcoin, những cái điều mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý ở trong tuần tới. Và trước khi bắt đầu video này thì mình rất hy vọng các bạn thể bấm like cũng như bấm chia sẻ video này ở trên Facebook cũng như ở YouTube để nhiều người có thể biết cũng như là có thể cập nhật về tình hình thị trường trong tuần tới. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại biểu đồ của giá vàng trong tuần vừa rồi. Chưa có một ngày bắt đầu vào hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 2. Giá vàng trong ngày 27 sau một cái cú giảm rất là lớn từ trong cái tuần trước đó thì đã có cú hồi phục lên lại khu vực là 2359, 2360 và tạo một cái đỉnh nhỏ ở trong giai đoạn này và bắt đầu đi xuống ở trong ngày hôm thứ Năm và ở trong ngày hôm thứ Sáu. Như các bạn đã nhìn thấy thì ở trong cái video nhận định của mình ở tuần trước thì mình đã cho rằng sau một cú sập giảm mạnh thì vàng đã có một cái cú hồi phục lên lại khu vực là 2363 và 2362 thì cái nhận định này của mình đã là hoàn toàn đúng. Và ở trong cái ngày hôm thứ Năm, ngày hôm thứ Sáu thì có vẻ như là cái áp lực của vàng nó vẫn tiếp tục tạo ra cái đà đi xuống và khiến cho vàng nó không có một cái sự hồi phục, một cái sự bứt phá lên mạnh mà nó chỉ lên được đến khu vực 2363, nó là loanh quanh cái khu vực đỉnh cũ ở đây và có cú giảm điểm. Tuy nhiên thì phe mua ở trong cái tuần vừa rồi cũng không chịu thua khi mà nó không để cho giá vàng tụt sâu hơn khu vực là 2320, 2325 trong tuần vừa rồi. Cứ mỗi lần chạm vào cái vùng này, bạn sẽ nhìn thấy có những cây nến xuất hiện với cái lực bán tương đối là mạnh. Cộng thêm việc RSI ở trong giai đoạn đó là quá bán và phân kỳ tăng xuất hiện, nó làm cho là giá vàng đã có những nhịp nó hồi phục. Và nhìn chung thì ở trong tuần vừa rồi thì giá vàng nó bản chất đang nằm trong trạng thái sideways với biên độ rất là lớn, 2320 tới cái phần trên này, cái biên độ dao động tới là khoảng 40 giá. Vậy thì ở trong tuần sau giá sẽ như thế nào và tại sao ở trong tuần vừa rồi giá nó sideways? Lý do đầu tiên thì mình cho rằng là bắt đầu kể từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 nó đã là một cái cú giảm điểm và cú xả rất là mạnh lên tới khoảng 110 mấy giá. Và cái việc mà giá vàng nó cần phải đi chậm lại với điều hoàn toàn dễ hiểu. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là ở trong tuần tới là có rất nhiều những cái thông tin mà chủ yếu là những cái thông tin liên quan tới tình hình kinh tế, tình hình việc làm ở Mỹ. Đấy chính là bản tin về non-farm. Và như ở đây thì các bạn thấy là mình đang theo dõi những cái thông tin này ở trên X-Station thay vì trên Investing. Lý do là bởi vì mình thấy là X-Station ở trong thời điểm này nó có đưa ra những thông tin để nó cập nhật và nó tương đối là nhanh và tương đối là chính xác. Và các bạn có thể bật vào những cái cảnh báo như này này là để thêm và để nó gửi những cảnh báo này cho các bạn để chúng ta là gì? Khi những cái thông tin này nó có gì thay đổi hoặc là khi những cái thông tin này nó gần đến cái thời gian của nó thì X-Station nó sẽ báo cho các bạn về điện thoại và báo cho các bạn về máy tính để chúng ta có những kế hoạch phù hợp. Và tốt nhất là nếu được thì chúng ta có thể né những thời điểm có tin tức này đi để cho nó không bị rối cũng như là không bị ảnh hưởng quá nhiều. Và cái phần link tải của X-Station mình sẽ để dưới cái phần mô tả. Đối với cá nhân của mình đánh giá thì X-Station là một phần mềm miễn phí nhưng nó khá là hay, nó có thể giúp cho bạn cập nhật tin tức về thị trường, những bài phân tích cũng như là những cái bài nhận định để các bạn tham khảo thêm được về cái xu hướng cũng như là những cái biến động đột xuất của thị trường. Và cái phần link tải X-Station mình sẽ để dưới phần mô tả video ngày hôm nay thì bạn thể xem có điện thư. Và với những cái diễn biến của giá vàng như vậy trong tuần vừa rồi thì mình đã có những kết quả và mình có những thành tựu gì thì mình có thể chia sẻ với các bạn. Đầu tiên là trong nhóm Private 1 thì mình gửi cho mọi người những cái phân tích và nhận định về giá vàng. Thì từ ngày hôm thứ Hai, ngày 27 thì các bạn nhìn thấy ngày hôm thứ Hai là ngày chiến thắng rất là lớn của mình. Ngày hôm thứ Ba thì khó khăn hơn một chút vì vàng nó có những biến động ở sideways và nó đi nhỏ hơn. Ngày hôm thứ Tư thì bạn nhìn thấy cũng là một ngày toàn thắng và những cái nhận định của mình càng ngày nó càng đã có được cái số pip nó được nhiều hơn và ổn định hơn. Ngày hôm thứ Năm và ngày hôm thứ Sáu ở đây như bạn nhìn thấy, ngày thứ Năm mình bị một lệnh stop loss với cái nhận định của mình, ngày hôm thứ Sáu thì cũng vậy. Tuy nhiên về tổng thể thì ngày hôm thứ Sáu là một cái ngày mà đưa ra cho mình nhiều cái cảm giác nhất. Đấy là chính là mình đã bắt được một cái đỉnh ở khu vực là 2359 và 2361 ngay sau khi cái thời điểm tin tức nó được công bố. Tin tức được công bố lúc 7 rưỡi thì mình tìm ra được cái đỉnh của nó là ở 59 và 61 là ở trong cái lúc là khoảng 8 giờ tối. Và với cái phân tích và nhận định đấy thì cái nhịp này của mình đã có một cái nhịp ăn trọn cái con sóng giảm ở trong ngày 16. Ở nhóm Private 2 mình gửi cho mọi người những cái phân tích và nhận định về cặp tiền thì ở trong tuần vừa rồi nó có nhiều cái nó không đi đúng theo cái kế hoạch giao dịch, nó không đi đúng theo cái hệ thống của mình trong thời điểm hiện tại. Nên ở trong tuần tới thì mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Mặc dù ngày hôm thứ Hai mình đã có sai lầm, mình đã cố gắng sửa ngày hôm thứ Ba, ngày hôm thứ Tư, ngày hôm thứ Năm và ngày hôm thứ Sáu. Tuy nhiên thì ở trong tuần tới thì mình vẫn muốn là mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Và có một cái tin khá là vui nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là ở trong tuần vừa rồi mình đã hoàn thiện xây dựng thêm cái Eminvest System, cái hệ thống thông báo những cái gợi ý về những cái điểm mà các bạn thể buy, những cái điểm các bạn để sell ngay ở trên TradingView và nó là miễn phí.
Mình đã hoàn thiện lên hệ thống số 3, hệ thống số 4 và hệ thống số 5. Thì như các bạn nhìn thấy trên màn hình ấy, kết quả đưa ra nó tương đối là tốt và các bạn hãy áp dụng cho toàn bộ những loại hàng hóa khác nhau và cho những khung thời gian khác nhau. Với kết quả như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình thì mình thấy nó tương đối là ổn với vàng trong thời gian là 10 năm. Và để cài cái chỉ báo này thì các bạn không thể tìm thấy nó ở trên TradingView bởi vì mình đã để ẩn. Các bạn cứ nhắn tin cho mình theo số Zalo là 0969156969. Lát nữa thì mình sẽ xem và mình sẽ tổng hợp những cái yêu cầu cũng như là những cái đề xuất của các bạn. Và mình sẽ nhờ những bạn thư ký của mình để cài đặt cái hệ thống chỉ báo này cho các bạn. Và ngoài ra thì nếu như các bạn muốn tham gia vào những nhóm của mình, nhóm Private 1, Private 2, nhóm Crypto và nhóm Chứng khoán, thì các bạn cũng có thể nhắn cho mình theo số là 0969156969. Hoặc là truy cập vào trang web của mình là minvest.vn và các bạn bấm vào cái phần form đăng ký hỗ trợ trader mới. Thì mình sẽ bảo những cái bạn thư ký của mình sẽ add các bạn, thêm các bạn vào những nhóm tương ứng. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái tin tức ở trong tuần sau, chúng ta có những cái gì. Ở trong ngày hôm thứ hai thì mình sẽ nói chi tiết hơn cho các bạn. Chúng ta tin về ISM và tin về PMI sản xuất. Ngày hôm thứ ba thì có một vài những cái tin, như những tin này mình đánh giá nó không quan trọng lắm. Ở trong ngày hôm thứ tư thì như thường lệ chúng ta có tin về ADP non-farm. Đây là cái bản tin về việc làm trước khi cái thời điểm bản tin non-farm chính thức được công bố và chúng ta cũng cần phải đặt cái sự quan tâm chúng ta ở đây. Ngày hôm thứ năm thì chúng ta không có quá nhiều thông tin ngoại trừ những cái thông báo về việc là đơn trợ cấp thất nghiệp. Ngày hôm thứ sáu là cái tâm điểm chú ý trong tuần tới, nó sẽ liên quan tới là cái tin non-farm ADP chính thức. Nhìn sơ qua ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là tỷ lệ thất nghiệp ở đây đang được dự đoán là giữ nguyên. Số lượng việc làm được tạo ra 180 so với kỳ trước 175. Và cái số lượng việc làm trong lĩnh vực tư nhân là 170 so với 167. Vậy thì nhìn chung với những cái thông tin này, chúng ta đang nhìn thấy là nó là những cái tin tức mà có lợi cho đồng đô la Mỹ khi mà tình hình kinh tế của Mỹ nó tốt hơn và có thể tạo ra cái áp lực giảm cho cái giá vàng trong tuần sau. Thì đấy là những cái tin tức dự đoán. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải nhìn vào phân tích kỹ thuật để chúng ta biết được là trong tuần tới diễn biến nó sẽ như thế nào. Ở đây thì mình sẽ bật cái đồ thị của vàng và chúng ta sẽ phân tích trực tiếp trên đồ thị của vàng luôn. Tuy nhiên trước khi bắt đầu thì có hai điều như thường lệ mình vẫn luôn muốn nhắc và chia sẻ lại với các bạn. Thứ nhất là những cái phân tích và những cái nhận định của mình dựa trên kiến thức và dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Nếu nó có gì sai hoặc nếu nó có gì chưa đúng thì rất là mong các bạn chia sẻ, các bạn góp ý thêm để mình hoàn thiện hơn. Ngoài ra thì nó không phải lời khuyên đầu tư, lời tư vấn tài chính hay lời mời rủ rê các bạn tham gia thị trường này. Điều thứ hai là những cái thị trường các bạn đang xem, vàng, dầu, Bitcoin và chỉ số. Đây là những thị trường rủi ro, mạo hiểm và chắc chắn các bạn sẽ mất toàn bộ số tiền của bạn đầu tư nếu như các bạn không kinh nghiệm và nếu như các bạn không kiến thức. Vậy nên trước khi các bạn làm bất cứ điều gì thì bạn hãy xem xét và bạn hãy cân nhắc và cẩn trọng thật là kỹ. Và ở trong ngày hôm vừa rồi mình có đăng một cái video về việc là tại sao 95% mọi người tham gia vào thị trường tài chính mọi người đều thua lỗ. Và nếu như các bạn xem đây thì mình nghĩ là các bạn có thể dành một chút thời gian và xem lại video đó để xem và để hiểu được rõ bản chất thị trường nó như thế nào và bản chất của từng cái trader trong thị trường nó diễn ra như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ nhìn vào cái đồ thị của giá vàng trong thời gian là khung D. Và với những cây nến của ngày 22 và ngày 23, những cây nến đỏ giảm rất là mạnh, thì trong tuần vừa rồi thì vàng đã có một cú nó hồi phục trở lại nhẹ. Và đối với tình hình giá vàng trong thời điểm này, nó sẽ quan tâm nhiều nhất tới cái vùng hỗ trợ gần nhất của vàng ở trong khung thời gian D1, đấy chính là khu vực 2280. Và nó sẽ có những cái diễn biến như thế nào trong tuần tới, chúng ta sẽ cần phải đề phòng ở quanh khu vực là 2280 và khu vực 2275. Đây là cái giai đoạn mà một cái vùng hỗ trợ nó tạo ra những cái đỉnh của nó trong thời điểm hiện tại. Và trong một cái xu hướng lớn thì rõ ràng nó vẫn là xu hướng tăng, nhưng một cái xu hướng nhỏ của nó trong thời điểm hiện tại nó đang xu hướng giảm. Mình vào tiếp khung thời gian nhỏ hơn để mình xem và mình sẽ theo dõi. Ở đây như các bạn đã nhìn thấy thì cái xu hướng tăng của nó từ trong cái giai đoạn này này từ thời điểm mà mùng 1 tháng 5 thì gần như chúng ta đều khẳng định và chúng ta đều nhìn được với nhau là cái xu hướng tăng này nó đều đã bị phá vỡ. Như các bạn đã nhìn thấy, nó có những cú phá vỡ dấu mốc ở quanh khu vực 2410 và nó có những cú phá vỡ ở quanh cái giai đoạn này này 2360. Đây chính là những cái vùng quan trọng để nó ghi dấu ấn về việc là vàng đã đổi chiều ở trong một cái xu hướng của nó, với nhịp tăng này đã chuyển thành một cái nhịp giảm. Và ở trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta có cái gì? Trong thời điểm hiện tại với một cái xu hướng giảm như thế này, các bạn sẽ nhìn thấy nó tạo ra những cái đỉnh thấp dần rõ ràng, nó tạo ra những cái đáy thấp dần cũng rõ ràng. Tuy nhiên thì ở trong cái tuần gần đây, tuần vừa rồi thì giá vàng nó đang đi chững lại và nó đang rơi vào trong một cái trạng thái sideways đó. Và trong tuần trước thì vàng vẫn đang cố gắng để cầm cự và cố gắng để duy trì cái khu vực là 2320 và nó không để cho giá vàng bị tụt sâu hơn nữa. Tuy nhiên thì với cá nhân của mình thấy và với những cái gì chúng ta có được
chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái xu hướng của nó trong thời điểm tuần tới. Thì mình cho rằng nó sẽ vẫn có những nhịp nó quay trở về, nó test lại khu vực ở dưới này là khu vực 2283. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta tìm ra được một cái điểm là nó có thể hồi về, thiếu thì hồi về đến đâu. Mình bật thêm chỉ báo nữa để chúng ta sẽ cùng xem. Ở đây có vài điều chúng ta sẽ cần phải lưu ý như sau. Ở đây chúng ta đang theo dõi trong khung thời gian H4 và chúng ta sẽ nhìn thấy là đối với vàng thì RSI của nó đã cũng có một cái trend tăng ở trong cái đoạn này. Khi mà nó cố gắng để liên tục giữ cái lực mua ở trong đoạn hiện tại. MACD ở đây cũng cắt signal và đang dần đi lên, histogram đang dương và cố gắng là nó biến đổi, chuyển lên trên cái khu vực dương ở trên đây. Và mình sẽ nhìn tiếp vào khung thời gian H1 để cho nhìn xem liệu rằng có những cái chuyển biến gì hay không. Thì ở trong khung thời gian H1 thì có lẽ là chúng ta sẽ nhìn thấy cái đường đi của giá vàng nó rõ ràng và chi tiết hơn. Nó vẫn cố gắng giữ RSI ở trên cái trend tăng này. Và ở trong cái nhịp hồi phục này của giá vàng thì mình sẽ kẻ thêm thử một cái Fibo để cho chúng ta thấy là giá vàng nó có thể hồi về đến đâu. Đây là khu vực 2346 và khu vực là 2350 như các bạn đã nhìn thấy. 2350. Thì theo cá nhân của mình, cái xu hướng của nó thực tế nó đang là một cái xu hướng giảm. Cái đoạn sideways này là một cái đoạn đi để nó tích lũy và để quyết định xem là cái phe mua phe bán sẽ đấu tranh như thế nào. Nhưng sớm muộn gì thì phe bán cũng sẽ chiếm được ưu thế. Và ở trong tuần tới thì nó sẽ quay trở về, nó test lại khu vực là 2283 như mình đã nói và như mình đã trình bày trên đoạn trên. Vậy thì tóm gọn lại, ở trong tuần tới theo mình xu hướng chủ đạo, xu hướng chính nó vẫn là một xu hướng giảm. Và một cái xu hướng này nó sẽ có những cái biến động của nó ở trong ngày hôm thứ tư và ngày hôm thứ sáu là những cái biến động lớn nhất. Và có thể có những cái tin tức nó sẽ làm cho giá vàng nó bật tăng lên hoặc là giảm xuống, nó để thay đổi theo những cái nhận định này. Thì ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không thể nắm rõ được cái điều đó, bởi vì tin tức nó chưa được công bố và đấy nó lại là những cái tin tức lớn. Nên chúng ta cần giữ cái trạng thái là bình tĩnh và trong tuần sau như mình đã nói, nó là những tuần rủi ro và biến động. Và mình sẽ có buổi live stream vào hôm thứ tư và hôm thứ sáu để cập nhật cho mọi người những cái diễn biến cũng như những tin tức về thị trường. Ngoài ra thì nếu như các bạn có đang ở cái mức là các bạn tìm hiểu thì trong tuần tới thì mình nghĩ là các bạn nên giữ cái trạng thái là các bạn chờ đợi và các bạn phân tích thay vì việc các bạn trực tiếp vào lệnh, thì nó sẽ bớt rủi ro đi theo bạn hơn tương đối là nhiều. Sau khi chúng ta có những nhận định của chúng ta về giá vàng thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những nhận định của chúng ta về giá dầu. Thì ở trong tuần vừa rồi là một tuần mà những nhận định về giá dầu chúng ta đã hoàn toàn đúng và chính xác 100%. Giá nó vẫn giữ vững được ở khu vực là 76.3 và 76.4 và sau đấy cổ phiếu nó bật tăng. Và cái mức độ bật tăng nó đã lên lại được khu vực là 80 và ở trong tuần vừa rồi nó đã kết quả đúng. Vậy xóa đi những thông tin đã diễn ra để chúng ta sẽ cùng xem ở trong tuần tới nó sẽ diễn biến như thế nào. Ở đây ở trong khung thời gian khung D thì chúng ta sẽ nhìn thấy một vài điều như sau. Là về bản chất giá nó vẫn đang bị kẹp và nó vẫn đang nằm ở trong cái giai đoạn sideways này, khu vực là 76 và khu vực là 80. Và dù cho các bạn có đổi sang những khung thời gian khác, những khung thời gian nhỏ hơn đối với giá dầu thì các bạn sẽ nhìn thấy nó vẫn đang sideways như này và vẫn đang rõ cái xu hướng. Tuy nhiên thì đối với giá dầu thì có lẽ là nó giống như cái tình hình của giá vàng trong thời điểm hiện tại. Thứ nhất là nó có một cái xu hướng tăng và cái xu hướng tăng này nó đã bị phá vỡ như các bạn đã nhìn thấy. Và cái xu thế ở trong thời điểm hiện tại thì nó đang là một xu thế giảm, tạo ra những đỉnh thấp dần và giá nó vẫn đang bị lình xình trong đoạn này. Vậy nên theo cá nhân của mình nghĩ là trong tuần tới có lẽ giá dầu hồi lên nhẹ một chút và sau đấy nó quay xuống, nó kiểm tra lại những cái mốc đáy của trong đoạn dưới này. Và khi mà giá vàng giảm thì có lẽ đâu đấy nó sẽ có một chút nó ảnh hưởng tới giá dầu. Và mình không nghĩ được rằng giá dầu trong tuần tới nó sẽ tiếp tục giữ được cái vùng này, cái vùng sideways này nữa. Vì những cái cây nến nó thể hiện là ở trong thời điểm vừa rồi thị trường nó tương đối là mệt mỏi. Giá cứ đẩy lên được bao nhiêu là cây nến đỏ đẩy xuống, đẩy được bao nhiêu giá đẩy xuống. Mặc dù đây là những cây nến rút dâu, những cây nến mà có phần thân nó tương đối là lớn so với những cây nến trước đó. Nhưng phe mua không đủ sức mạnh và phe bán đã dần dần chiếm được thế trận thì mình cho rằng trong tuần tới giá dầu nó sẽ có những nhịp nó điều chỉnh giảm. Và cuối cùng là đến với Bitcoin, thì Bitcoin trong tuần vừa rồi nó cũng đi đúng theo phân tích và nhận định chúng ta. Khi mà giá nó cứ loanh quanh trong đoạn này và nó đã tiếp cận lại lên, quay trở về lại khu vực là 67 ở đây như các bạn đã nhìn thấy. Và đối với Bitcoin trong tuần vừa rồi các bạn sẽ thấy được là về bản chất nó lại đang chứng lại sau có những đợt tăng điểm rất là mạnh từ khoảng thời điểm là đầu tháng 5 cho đến cái thời điểm là 20-21 tháng 5. Và liệu rằng ở trong tuần tiếp theo thì giá Bitcoin nó sẽ đi như thế nào? Thì RSI ở đây nó cũng đang ở trong trạng thái nó đi dần xuống, đi thấp hơn khu vực 50.
MACD signal cắt xuống và histogram là có vẻ như đang chuyển dần sang cái mức âm. Vậy thì trong tuần tới, tương ứng với như những cái loại tài sản khác là vàng với dầu, có lẽ là Bitcoin nó sẽ không giữ được cái đà sideways của nó. Ở đây mình không nói là cái đà tăng trưởng, mà mình nghĩ là nó sẽ không giữ được cái đà sideways của nó. Và sẽ nhìn thấy những cú xả của Bitcoin dần dần xuất hiện, nó đã mạnh và rõ rệt hơn những cái tuần trước tương đối là nhiều. Vậy thì ở trong tuần tiếp theo, mình nghĩ là Bitcoin nó sẽ dần ngoái nhịp, nó quay đầu giảm điểm. Và những khu vực mà chúng ta kỳ vọng nó thể nó về lại, đấy chính là khu vực 64 và khu vực 62. Đây là những điều chúng ta sẽ cần phải hết sức lưu ý trong tuần kế tiếp. Và như vừa rồi các bạn đã thấy, đây là những cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn về nhận định, những cái phân tích của mình về giá vàng, giá dầu, giá Bitcoin, những cái điều chúng ta cần phải chú ý trong tuần tới. Và hy vọng là với những thông tin này và với những cái nhận định này của mình sẽ đưa ra cho mọi người có thêm nhiều góc nhìn, nhiều cái phân tích về thị trường hơn để mọi người tham khảo. Và một lần nữa, cảm ơn mọi người luôn dành thời gian theo dõi video Em Invest và chúc bạn luôn thành công.